Khóa học Awaken Your Power, hành trình nuôi dưỡng bản lĩnh và tìm lại phiên bản chân thật nhất của bạn. Đã biết là mình không nên làm, nhưng đụng chuyện vẫn cứ làm. Làm xong là bắt đầu giày vò, dằn vặt bản thân và rồi lần sau lại quay trở về vòng lặp cũ. Biết là mình không nên nhận lời đi cái buổi nhậu đó. Xong rồi tối lết về nhà, ói mửa mật xanh mật vàng, thề thốt các kiểu lần sau đừng có hòng mà đủ rê tao nữa. Lần sau lại ói tiếp. Biết là mình đừng có vô mấy cái trang web khiêu dâm đó nữa, tai hại vô cùng. Rồi đến lúc đi vứt mấy cái miếng giấy vệ sinh thì lại thở dài, mệt mỏi. Lần sau đừng có học dụ tao vô mấy cái trang này nữa. Và rồi cái cuộn giấy vệ sinh cứ thế hao dần đi. Biết là không được nổi nóng, không được giận là mất hồn. Đến lúc mệt lả người ra ngồi thu lu trong một góc nhà sau một trận cãi vã mạt sát nhau thì lại bắt đầu giày vò bản thân mình. Khốn nạn, mình đâu có muốn nói mấy câu đó. Để rồi mấy hôm sau, nhà hàng xóm lại thở dài ngao ngán. Tiếp tục nữa rồi kìa. Luẩn quẩn. Mấy cái vòng luẩn quẩn ở trên là cái mà anh đã từng trải qua đó nha. Chứ không phải là tao đi copy paste trên mạng đem về rồi đọc cho nó ngôn tình đâu. Còn các bạn thì sao? Có bao giờ vướng vào mấy cái vòng luẩn quẩn tương tự như vậy không? Thả cái comment nhìn nhận lại bên dưới clip xem. Để rồi chúng ta xem coi là có cách nào chúng ta thoát ra được cái sự luẩn quẩn đó hay không. Come on! Có bạn nói là anh ơi, bây giờ viết vô comment vậy chẳng khác nào là vạch áo cho người xem lưng, xấu hổ lắm anh. Nhưng thẳng thắn đi các bạn, nếu mình bệnh mà mình giấu bác sĩ, rồi sao chữa trị? Nếu mình không xác nhận là trong cái khu vườn của mình có cỏ dại thì còn lâu chúng ta mới đứng dậy để đi nhổ cỏ. Cho nên yêu cầu các anh chị tự nguyện, nghiêm túc, thành thật khai báo với chính quyền địa phương trong comment bên dưới. Các bạn có rơi vào những vòng luẩn quẩn như vậy hay không? Get go! Khóa học Awaken Your Power, hành trình nuôi dưỡng bản lĩnh và tìm lại phiên bản chân thật nhất của bạn. Xin chào các bạn, mình là Hùng Tiến, còn Mr. Well Brand, hề đẹp trai và chuyên cà khịa. Và ngày hôm nay chào mừng các bạn quay trở lại với một cái bài giảng nhỏ nhỏ nói với nhau về sự luẩn quẩn. Và nếu các bạn cảm thấy là cái bài giảng này nó gần gũi, thực tế thì nhớ thả cái like để xác nhận với YouTube. Và việc này sẽ góp phần giúp cho kênh phát triển tốt hơn. Và dĩ nhiên là nếu các bạn có một người bạn hoặc một người thân đang loay hoay và bế tắc với một cái vòng luẩn quẩn nào đó với riêng họ thì các bạn có thể gửi cái bài giảng này cho họ. Biết đâu đây sẽ là một cái hỗ trợ rất thực tế, đúng không? Còn bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là vì sao mấy cái vòng luẩn quẩn này nó luẩn quẩn dữ vậy không biết nữa. Thứ nhất, sai lầm lớn nhất của chúng ta khi đối diện với mấy cái thói xấu thường ngày này đó là tưởng bỏ. Chúng ta nghĩ là nó đơn giản, nó nhỏ bé, nó dễ. Học cho ra cái bằng đại học kìa, cái đó mới khó nghe. Học được cái Mark Lenin nè, không thuyết tương đối nè, không làm ra cái phần mềm thiết kế được cái website kìa, đấy mới là những cái việc khó trong đời, không còn ba cái chuyện ngủ sớm dậy sớm, dọn dẹp phòng ốc, bỏ thuốc lá, bỏ một bữa nhậu, xóa một hai cái game. Việc vặt 30 giây, ok chết liền nha, chết liền. No, ra trận mà xem thường đối thủ, chết. Trong thế giới cây cỏ, không có cái cây gì tầm thường, nhỏ bé và yếu ớt như là cỏ dại. Nhưng xem thường nó là chết. Cỏ dại có thể tự sinh sôi nảy nở mà không cần được gieo hạt. Có thể tự phát triển, lây lan mà không cần ai phải bón phân, tỉa cành, vun gốc, bắt sâu. Và trong thế giới thực vật, không có thứ cây gì có sức sống mãnh liệt và lì lợm như là cỏ dại hết. Cho nên, sai lầm đầu tiên và lớn nhất của mọi người đó là xem thường đối thủ. Thứ hai, sau khi chúng ta có một thái độ tôn trọng thì chúng ta phải hiểu đối thủ. Sai lầm thứ hai mà mọi người thường hay mắc phải đó là sau khi họ nhận ra được cái sự nguy hại tiềm ẩn của cỏ dại, hay là họ vội vã, họ lao vào vác liềm, vác lưỡi hái đi phát cỏ. Bởi vì nó nhanh và nó dễ lắm các bạn ạ. Cái cọng cỏ nó rất là yếu ớt, phát qua một cái là nó đứt liền. Chỉ trong một chốc thôi, cái khu vườn sẽ nhìn rất là tươm tất và sạch sẽ. Xong. Yeah. Mình đã vươn tới thành công. Oh yes. Chết tập 2. Hiểu không? Bởi vì chỉ cần 3-4 bữa sau thôi là cỏ dại lại mọc lên, xanh tươi mơn mởn như chưa từng có cuộc chia ly luôn. Tôi nói có đúng không đã? Có đúng không? Hít hà động lực ở đâu đó hả không? Rồi được truyền cảm hứng từ một cái cuốn sách kỹ năng, một cái bài viết rất là deep trên mạng xã hội. Thậm chí anh biết luôn là có người xem xong cái đoạn clip của ông Quéo sau rồi hừng hực khí thế, sắn áo sắn quần lên tới háng, lao vào và dọn dẹp lại cả thanh xuân của mình, xóa hết game, dẹp hết mấy cái app nhảm nhí, block nick thằng này con kia, mua quà mua cáp đi xin lỗi người này tạ lỗi người kia hả không, rồi mua giày thể thao, mua áo ba lỗ, lao ra đường tập thể dục hừng hực hung hục, lao vào tiết kiệm, mở tài khoản đầu tư các kiểu, you know. Để rồi
dăm bữa nửa tháng sau. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thẳng thắn đi. Anh Tri, em đã tìm lại được chính mình. Trước đó vẫn y như cũ, có đúng không? Và rồi lại là cái điệp khúc tự mạt sát, tự dày vò chỉ trích bản thân mình. Em thật là kém cỏi, vô dụng. Em không thể thành công trước khi ba má em già đi. Em không thể lo cho người ta được. Anh Tri ơi, em thiệt là không đáng sống nữa. Để rồi, đi ăn, đi nhậu, đi trà sữa, giải sầu, giải tỏa hết những cái đau đớn đó. Được ba hôm ổn ổn lại thì bắt đầu lại lên mạng hóng hớt để hít hà động lực. Và rồi luẩn quẩn. Ê, mọi người phải thật thà dũng cảm nha. Tôi nói có đúng tâm lý hành vi của quý vị hay không? Có đúng hay không? Ngay lúc này, nếu tôi thật sự có nói đúng một cái tâm lý hành vi và một cái mô thức nào đó của quý vị, đề nghị quý vị pause cái clip này lại, thả một cái comment ở bên dưới là dạ đúng, hu. Làm liền đi, sống thành thật đi. Cho nên, cái nhóm đối tượng hùng hục này, thẳng thắn nha, nhiều khi cứ vỗ ngực là em là fan của anh Quéo. Em coi hết 300 cái video clip của anh Quéo rồi, ABC, XYZ. Nhưng mà thật ra họ không lĩnh hội được cái tinh thần cốt tủy của ông Quéo. Người sâu sắc sẽ luôn nhớ cái lời căn dặn của Quéo trong tất cả những cái video clip, đó là chậm lại một nhịp. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Muốn chấm dứt một cái hành vi vốn dĩ đã ăn sâu vào gốc rễ của cái lối sống, của thói quen thường ngày của mình, không thể đơn thuần cắt bỏ nó dăm bữa nửa tháng là xong. Không, các bạn phải tìm và hiểu được cái gốc rễ của hành vi đó. Các bạn buộc lòng phải tận dụng được những cái hiểu biết và những công cụ và tâm lý hành vi. Dĩ nhiên, anh đang đề cập tới những cái thói quen và hành vi nó đã ăn sâu vào tiềm thức, vào tính cách và lối sống của các bạn, chứ không phải là bất cứ cái thói quen xấu nào cũng phải dùng đến cái công cụ chuyên sâu này. Ok, bây giờ anh ví dụ nghe. Nếu một người bị dính một cái tật, đó là nổi nóng và mất bình tĩnh, mất kiểm soát, dù là trước đó, sau đó mình đã tự căn dặn và răn đe bản thân mình rất nhiều lần rồi, nhưng cứ đụng cái chuyện đó một cái là bùng nổ, có không? Mặc dù là sau đó khi mà nhìn lại thì thấy là cái việc đó, cái lời nói đó có khi nó cũng là một cái bình luận vô tư, có khi người ta cũng không có ác ý, nhưng cái khoảnh khắc đó, cái sự bùng nổ cảm xúc đó, you know, mình không kiểm soát được. Cho nên tới lúc này các bạn phải hiểu là cái sự bùng nổ đó tuyệt đối không phải là do một hai cái câu nói, hành vi của người đối diện mà ra, mà về cơ bản cái câu nói đó, cái bối cảnh và hành vi đó, nó vô tình kích hoạt một cái ký ức và tổn thương rất nghiêm trọng trong quá khứ của các bạn. Cái sự giận dữ và bùng nổ của các bạn không phải phát tác vì cái câu nói của người đối diện, mà là vì cái sự tổn thương âm ỉ từ rất lâu không được chữa lành trong tâm hồn của mình. Giống như một cái tàn thuốc vô tình được ném đi, nó lại kích nổ đánh sập cả một tòa cao ốc. Bởi vì bản chất cái tòa cao ốc đó đã có chôn sẵn những quả bom khổng lồ chỉ chực chờ phát nổ mà thôi. Xui cho cái thằng vứt tàn thuốc, chả biết vì sao nổ tan tành banh xác. Hiểu được điều này, thay vì các bạn đề phòng những cái tàn thuốc, cạch mặt, block nick, unfriend cái đứa vứt tàn thuốc, các bạn phải huy động một đội đặc nhiệm chuyên tháo gỡ bom mìn đến để hỗ trợ tháo gỡ những khối thuốc nổ chất chứa trong lòng mình. Chỉ khi đó, tự khắc các bạn trở thành một cái người điềm tĩnh, vui vẻ, hòa nhã một cách bền vững và lâu dài hơn rất nhiều. Đây gọi là nhổ cỏ tận gốc. Anh xin kể một cái ví dụ thực tế của một bạn học viên của anh. Bạn này có một cái tật mà không biết làm sao có thể chữa được, đó là nổi nóng. Không phải nổi nóng với tất cả mọi người, bạn có thể vui vẻ hòa nhã với mọi người, nhưng bạn đặc biệt rất dễ nổi nóng và mất bình tĩnh với bố mẹ của mình. Và mặc dù trước đó, sau đó bạn đã tự la mắng mình, tự căn dặn mình và nói là phải vậy không được như vậy nha, và nhắc nhở mình rất nhiều lần, nhưng cứ hễ nói chuyện với bố mẹ của mình tới câu thứ ba, câu thứ tư là bạn nổi nóng và bạn mất kiểm soát về ngôn từ của mình, và rồi gây ra những cái tổn thương cho cả hai bên. Thì sau một thời gian bạn không cách nào tháo gỡ được cái hành vi đó hết, thì tới lúc đó bọn anh mới nhận ra được là thực ra nó không phải là những cái câu nói cụ thể trong cái cuộc trò chuyện giữa bạn và bố mẹ của mình, mà đôi khi nó là một cái bình luận vô tư, không có ác ý của bố mẹ bạn thôi, nhưng nó vô tình kích hoạt lại những cái ký ức trong quá khứ đã lặp đi lặp lại và để lại những tổn thương rất lớn trong tâm hồn và cảm xúc của bạn. Và khi cái nỗi đau đó bị kích hoạt trở lại thì bạn mất hết tất cả cái sự bình tĩnh của mình và cái sự giận dữ nó bắt đầu bùng nổ. Cho nên tới lúc này anh muốn các bạn nhận ra là nó không phải là cái ngọn cỏ trên mặt đất, mà là cái gốc rễ nằm sâu ở dưới đất. Cái lời nói có khi là một cái sự bông đùa vô ý, nhưng nó kích hoạt lên một khối thuốc nổ tiềm tàng
trong tâm lý, trong tổn thương mà đã không được tháo gỡ trước đó. Nếu nhìn ra được việc này, các bạn sẽ thấy là cái chuyện thay đổi hành vi này không phải là chúng ta canh chừng cái anh chàng ném tàn thuốc lá, hoặc là cặt mặt unfriend block nick những cái người đó, mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải nhờ đến một cái đội đặc nhiệm chuyên tháo gỡ bom mìn. Họ đi vào và tháo gỡ những cái khối chất nổ khủng khiếp đó trong tâm hồn, trong tâm lý của mình. Và chỉ khi đó, ngay tức thì, các bạn sẽ trở thành một cái người điềm tĩnh, hòa nhã, vui vẻ một cách bền vững và tự nhiên hơn rất nhiều. Hay là một ví dụ nữa anh nghĩ rất là gần gũi và thực tế nè, là cái tật nghiện phim khiêu dâm. Cái gốc thực chất của cái hành vi đó không phải do phim khiêu dâm, mà là do chữ nghiện. Chỉ là ngày hôm nay với cái sự phát triển bùng nổ của Internet thì phim khiêu dâm bây giờ trở nên quá dễ tiếp cận và lại còn miễn phí nữa, cho nên mọi người mới dễ nghiện nó hơn. Chứ còn nếu mà ngày hôm nay ma túy và rượu bia nó cũng tràn lan và miễn phí thì có khi phim khiêu dâm sẽ còn phải xếp hàng rất là dài. Cho nên cái gốc của hành vi nghiện đó không phải là do phim khiêu dâm, mà là do người đó bị nghiện, tức là họ suy giảm dopamine và oxytocin trong cơ thể. Đây là hệ quả trực tiếp của stress và sự cô đơn. Vai trò và cơ chế vận hành của các chất dẫn truyền thần kinh này thì anh đã giải thích rất kỹ trong cái bài giảng về cách cai nghiện thói trì hoãn. Nếu quan tâm các bạn có thể xem lại để nắm rõ hơn. Ok. Và hiểu được điều này thì thay vì lên án, chửi bới và trốn tránh phim khiêu dâm, các bạn sẽ phải điều chỉnh lại lối sống của mình để kích hoạt được cái cơ chế sản sinh dopamine và oxytocin một cách thường xuyên hơn, tránh để cơ thể của mình rơi vào cái trạng thái đói dopamine. Và khi đó các bạn sẽ tự khắc không còn nhu cầu phải sử dụng các cái giải pháp dopamine liều cao tức thời, giống như là ăn đồ ngọt, xem phim khiêu dâm hoặc là sử dụng chất kích thích. Và khi đó, thi thoảng, cái việc mà cả hai vợ chồng cùng xem một cái đoạn phim khiêu dâm nào đó để có cảm hứng và ý tưởng để làm mới cái hoạt động giường chiếu, hâm nóng lại đời sống vợ chồng, suy cho cùng, đó cũng là việc không phải là quá tai hại. Điều thứ ba các bạn cần để có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn một cách quyết liệt và bền vững: you need a map. Hả? Đúng rồi, các bạn cần một cái bản đồ. A map. Là sao anh Trí? Map là cái từ khóa để viết tắt cho Massive Action Period, một giai đoạn nỗ lực quyết liệt và tập trung. Các bạn có biết là để phóng một cái phi thuyền lên mặt trăng thì người ta phải phân bố quá trình đốt nhiên liệu như thế nào không? Tuyệt nhiên không phải là cứ bay đều đều trong suốt cái quãng đường 400.000 km từ trái đất đến mặt trăng đâu. Đầu tiên, từ mặt đất, tàu vũ trụ sẽ phải đốt hết 60% nhiên liệu của mình để bay được 185 km đầu tiên, thoát ra khỏi tầng khí quyển và ảnh hưởng của lực hút trái đất. Quá trình đốt nhiên liệu liên tục với cường độ khủng khiếp này nó diễn ra trong khoảng 8,5 phút. Tuy nhiên, sau khi thoát ra khỏi khí quyển và lực hút của trái đất, tàu vũ trụ lúc này chỉ cần đốt 40% phần nhiên liệu còn lại để đi tiếp cái quãng đường gần 400.000 km tiếp theo để đến được mặt trăng trong vòng khoảng 3 ngày tiếp theo. Thú vị chưa? 8,5 phút đầu tiên đó được gọi là map. Cho nên đó là lý do nếu các bạn muốn tạo ra những cái thay đổi rất quyết liệt và quan trọng trong tâm lý, hành vi, công việc và cuộc sống của mình, cái giai đoạn map sẽ là 2-3 tháng đầu tiên, khi các bạn sẽ phải đầu tư rất nhiều nỗ lực, sự tập trung và nguồn lực. Các bạn sẽ phải rèn luyện nhiều hơn một tí, thúc đẩy mình nhiều hơn một tí. Các bạn có khi sẽ phải có PT hoặc là một người coach để đồng hành với mình trong giai đoạn này, đưa ra những cái điều chỉnh và hướng dẫn chi tiết, động viên và hỗ trợ các bạn kịp thời trong quá trình trồng trọt hoặc kinh doanh startup. Đây gọi là giai đoạn incubate, ươm mầm. Những hạt giống và ý tưởng cần có sự chăm chút, tập trung, sự tương trợ từ một cái hệ sinh thái, công nghệ hoặc là một cái đội ngũ cố vấn trong giai đoạn đầu tiên của mình. Bên cạnh đó, vai trò của người đồng hành sẽ càng quan trọng trong giai đoạn đầu khi các bạn vấp ngã. Đâu phải ai thay đổi là có thể làm được liền. Đặc biệt trong giai đoạn đầu, chúng ta còn yếu và sức hấp dẫn của cái lối sống và hành vi cũ vẫn còn rất mạnh. Trong giai đoạn này, nếu các bạn nỗ lực đơn độc và vấp ngã, mọi người thường sẽ có xu hướng ngay tức thì quay trở về giày vò và chỉ trích bản thân mình. Mày thất bại rồi, mày ngốc quá, mày rõ ràng là không phù hợp với cái này. Thế là chúng ta suy sụp tinh thần và bỏ cuộc. Hiểu ý anh không? Khi đó, vai trò của người huấn luyện hoặc là người đồng hành sẽ là vô cùng quan trọng. Họ sẽ dùng những kinh nghiệm và kỹ năng của mình để giúp các bạn giải tỏa cảm xúc, áp lực. Và rồi bình tĩnh nhìn nhận lại để đưa ra những tinh chỉnh để thích nghi với mỗi cá nhân và những tình huống cụ thể. Sự tương trợ này sẽ nâng cao kỷ luật và sự kiên trì trong cái chặng khởi đầu gian khó này. Thành thật mà nói, anh đã trải qua rất nhiều những cái giai đoạn Massive Action Period này trong suốt quá trình rèn luyện và nâng cấp bản thân của mình trong nhiều khía cạnh khác nhau, từ tâm lý, thái độ, sức khỏe, thể chất cho đến công việc, kinh doanh, đầu tư. Và trong vòng 2-3 tháng đó, có thể cái sự hao tốn về nỗ lực, thời gian và tiền bạc là không ít đâu. Nhưng
các bạn phải điềm tĩnh và kiên trì. Bởi vì chỉ cần chúng ta vượt qua được giai đoạn map, tàu vũ trụ sẽ thoát khỏi được lực cản và lực hút của cái lối sống và tư duy hành vi cũ. Nó sẽ có được sự tự do rất lớn để tiến về đích đến của riêng mình một cách trơn tru và dễ dàng hơn rất nhiều. Nói tới đây nghe giống như việc là anh chuẩn bị sale cho mấy cái khóa huấn luyện chuyên sâu học viện của anh đúng không? Mặc dù đúng là những khóa huấn luyện đó sẽ là cái chặng hành trình 2-3 tháng và nó đều được anh thiết kế và xây dựng từ những trải nghiệm rèn luyện và trau dồi của chính bản thân anh. Nhưng thẳng thắn đi các bạn, là đâu chỉ với cái việc huấn luyện kỹ năng mà bất cứ khía cạnh và lĩnh vực nào trong cuộc sống, nếu các bạn muốn có được một sự chuyển đổi bứt phá và bền vững thì cái giai đoạn map này đều rất cần thiết. Ngược lại, dĩ nhiên là các bạn chỉ cần sử dụng cái phương thức map khi mà chúng ta muốn lái tàu vũ trụ lên mặt trăng. Còn nếu chúng ta chưa có nhu cầu và chỉ cần đi xe đạp dạo lòng vòng quanh xóm thì các bạn không cần xài. Thiệt á, chúng ta cứ đạp đều đều là được. Cuối cùng, sau khi được ươm xong, đủ cứng cáp thì cây non cần được trồng trong một môi trường thổ nhưỡng phù hợp để phát triển tốt, bền vững và lâu dài. Sau 2 đến 3 tháng, các bạn đã tháo gỡ được tận gốc những cái hành vi cũ và xây dựng được cho mình những thói quen mới vững vàng. Các bạn cần một môi trường tương thích và phù hợp để cây phát triển. Các bạn không thể trồng một cây thông ở giữa sa mạc hay là trong cái khí hậu nóng ẩm được. Dĩ nhiên là cái cây thông khỏe mạnh nó sẽ không chết liền, nhưng nó cũng không thể sống lâu được. Và đặc biệt nó không thể sinh sôi nảy nở được trong cái điều kiện không phù hợp. Tương tự, nếu ngày hôm nay các bạn đã bắt đầu có được cho mình những cái tư duy khai phóng, thái độ và tinh thần sáng tạo và quyết liệt, các bạn sẽ rất khó phát triển trong một cái môi trường đề cao các quy trình, trật tự và tính truyền thống. Nếu các bạn đã xây dựng được cho mình một cái lối sống năng động và say mê thể thao, thì cái việc suốt ngày đi nhâm nhi trà rượu, ngắm tranh, thưởng nhạc với một nhóm bạn yêu thích nghệ thuật có khi không phải là sự đầu tư hay nhất. Không có đúng sai, quan trọng nhất là phải phù hợp. Không những vậy, người khôn ngoan còn chủ động tìm kiếm cho mình cái môi trường và những cái nhóm bạn có cùng tư duy, thái độ, giá trị và hứng thú để cùng đồng hành, trau dồi và phát triển. Đây là cái khái niệm được gọi là Mastermind Group, được Napoleon Hill đề cập đến trong cái cuốn sách Think and Grow Rich của mình. Việc những cây ăn quả được trồng giữa một quần thể những vườn cây ăn quả tương tự không những đảm bảo là nó sẽ được lớn lên trong một môi trường và điều kiện phù hợp đã được kiểm chứng, mà ong bướm, gió, mưa còn tạo điều kiện để đưa những hạt phấn hoa từ khu vườn này bay sang những khu vườn kế cận, tạo nên cái hiện tượng thụ phấn chéo. Đây là quá trình sinh ra được những cá thể lai F1 có phẩm chất vượt trội so với cha mẹ của chúng. Kỳ diệu đúng không? Đó chính là quá trình mà những người bạn có cùng chí hướng, thái độ và tinh thần san sẻ những ý tưởng, cơ hội, và rồi từ đó nảy nở ra những siêu ý tưởng, những dự án hợp tác tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Hiểu ý anh không? Cho nên cái câu tìm thầy mà học, chọn bạn mà chơi, suy cho cùng là cái lời khuyên chưa bao giờ là lạc hậu cả. Tóm lại, 4 bước vượt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn trong cảm xúc, cuộc sống, công việc của chúng ta. Thứ nhất, không được xem thường đối thủ. Thứ hai, tìm hiểu gốc rễ của hành vi để nhổ cỏ cho tận gốc. Thứ ba, Massive Actions Period, đầu tư một giai đoạn nỗ lực tập trung với sự hỗ trợ phù hợp. Thứ tư, tìm kiếm môi trường tốt để nuôi dưỡng sự thay đổi và phát triển bền vững, lâu dài. Giảng hết rồi đó, hay không? Hợp lý không? Nếu thấy hợp lý, thả một cái like để tán thành, ok? Nhưng quan trọng hơn rất nhiều, đó là thả một cái comment ở bên dưới để xác nhận với nhau xem là sau ngày hôm nay các bạn sẽ dùng 4 cái bước này để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn trong những thói quen và hành vi cụ thể nào trong cuộc sống, công việc, các mối quan hệ của chính mình. Cái đó mới là quan trọng. Hiểu ý anh không các bạn? Nếu thấy anh nói hợp lý, các bạn phải áp dụng. Cái đó mới mang lại lợi ích thực tế cho các bạn. Và rồi dĩ nhiên, nếu sự luẩn quẩn của các bạn nằm trong khía cạnh học tập hay là chuyên môn, thì hãy chủ động tìm kiếm một cái người hỗ trợ ở trong trường, trong công sở của mình, hoặc là một cái khóa đào tạo chuyên môn ngắn hạn. Tìm một người thầy hướng dẫn hoặc là cấp trên trực tiếp của mình để họ giúp các bạn nhìn ra những cái gốc rễ của hành vi của mình, từ đó có những cái điều chỉnh sâu sắc và triệt để. Nếu đó là cái khía cạnh về tâm lý hay là những tổn thương cá nhân, thì các bạn có thể tìm kiếm những cái chuyên gia tham vấn tâm lý. Hoặc nếu các bạn tin tưởng, các bạn có thể tiếp cận với cái chương trình khai vấn 1-1 trong học viện của anh Trí. Đây là công nghệ hỗ trợ 1-1 rất khoa học để giúp mỗi người tự đào sâu và thấu hiểu gốc rễ về hành vi, những mong muốn thực sự của chính mình, để rồi từ đó đưa ra những giải pháp mang tính cá nhân và độc lập rất cao. Cuối cùng là ở bước thứ 3 trong cái quá trình MAP, Massive Actions Period, thì các bạn nhớ là đừng có đi một mình. Tìm một người đàn anh, đàn chị, một cái người đồng hành với các bạn trong 2-3 tháng đầu tiên đó để tập trung, kiên trì và nỗ lực. Dĩ nhiên là nếu các bạn tin tưởng và muốn đồng hành với anh Trí, dựa vào nhu cầu nghiêm túc của riêng mình trong các khía cạnh khác nhau như là định hướng sự nghiệp, tài chính cá nhân, giao tiếp, chia sẻ hoặc là dinh dưỡng và thể chất, các bạn có thể cân nhắc những khóa học chuyên nghiệp
để đồng hành với học viện của anh. Ok, dĩ nhiên là nếu cái khóa học đó bọn anh chưa có thì các bạn có thể tìm nơi nào khác mà mình tin tưởng hoặc là thấy phù hợp hơn thì nên đi với người ta. Quan trọng là tin tưởng và hợp với nhau, miễn là các bạn đừng đơn độc. Ok, nhắn gửi cuối cùng là nếu ngay lúc này các bạn có đôi chút loay hoay nhưng cũng chưa có gì là quá nghiêm trọng, các bạn cũng chưa có một cái nhu cầu thay đổi rất quyết liệt thì không sao hết nha. Không nhất thiết là phải vì cái video clip này của anh rồi sau đó nhất tất cả mọi người đều phải bứt phá, phải quyết liệt, phải fly to the moon. Ok, thi thoảng thì một chút loay hoay lưng chừng trong cuộc đời nó cũng là một cái quá trình rất đổi bình thường để mỗi người tự định hướng lại. Cho nên là trong trường hợp đó các bạn có thể xem những cái bài giảng trên YouTube của anh để có thêm góc nhìn, có sự chuẩn bị. Anh nghĩ đó cũng là một điều rất tốt rồi. Nói chung, chậm lại một nhịp để lắng nghe cái cảm xúc và mong muốn chân thật của mình. Ok, còn với những bạn có những thử thách nghiêm túc và nhu cầu thay đổi một cách quyết liệt và bền vững thì thông tin về những chương trình đồng hành cùng với nhau anh để trong description ở bên dưới. Và anh rất trân trọng sự tin tưởng và mong muốn được đồng hành của các bạn. Thank you. Khóa học Awaken Your Power, hành trình nuôi dưỡng bản lĩnh và tìm lại phiên bản chân thật nhất của bạn.